Đây là tòa nhà của Liên Hiệp Quốc nằm tại thành phố New York City ở bên Mỹ đấy. Thì cái này là do cái kiểu sư lực của Quy Duyên là cái ông ra cái câu căn nhà, cái máy ở thành đó. Cái buồn cười đấy, đây là tòa nhà duy nhất trên thế giới mà tôi nghĩ nên được thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại. Tại vì nó không có đại diện cái bất cứ một nền văn hóa nào hết á. Các bạn thấy mỉa mai đúng không? Mà cái hồi mà đương nhiên cái thời mẫu mẹ này thì nó trông nó rất là mới lạ, là vì đa số cái tòa nhà nó là cái kiểu cổ truyền thôi. Thì nhìn nó cũng ok, nhưng bây giờ mình nhìn cái này thấy rất là bình thường thôi. Nó chỉ cách bạn nhìn vào cái hộp như vậy. Bạn có biết rằng là cái lối vô ở chỗ nào? Cái phần đằng trước và phần đằng sau nó không biết. Mà cái kiến trúc ấy, nó hay là tự nó là phải là ngôn ngữ này. Đây là lối vô đây nha, đi về phía này, nói là lối vô này, tự cái chúng ta phải là một thứ này. Đó, cái này nó sáng mà là thành kính, có thể cho nó tối vô đây nha. Cái công tắc mở ra, sao này đứng lắp ló thế? Rất là hay. Cái này nó là một trong những cái bài tưởng niệm của nó. Đấy.
hòa trộn với lại bóng của cuộc sống. Rất là hay. Tuy nhiên, cái dự án này nó vi phạm tất cả những cái quy luật về vẽ bài tưởng niệm và trong một thế giới Tây phương. Tại vì như các bạn có thể nhớ cái bài tưởng niệm tổng thống Lincoln này, hoặc là tất cả công trình mà mình đọc ấy, thứ nhất là đều màu trắng nhé, cái màu trắng là cái màu trang trọng, và đối với người Tây phương ấy, cái màu trắng là màu sự sỉ nhục. Cái thứ hai, bài tưởng niệm nó phải nằm trên mặt đất, mà không những trên mặt đất nó phải đi bao nhiêu bậc thang, còn cô này ấy, có cho nó chìm xuống cái mặt đất, thì những cái người chiến binh Mỹ mà họ còn sống ấy, và nhìn cái này họ nó sự sỉ nhục, và họ bảo là bởi vì chúng tôi thất trận tại Việt Nam, cho nên cô vẽ này để chôn vùi cái xuống đất để người ta không thấy chúng tôi. Thì nghe cũng có lý đúng không? Thế nên cho nên những cái chủ tượng này, những cái gì chủ tượng nó rất là nguy hiểm, bởi vì mỗi người hiểu của tôi cái quan niệm của nó cũng không có ý đó đúng không? Nhưng mà người khác đọc thì thấy nó theo cái diễn dịch của họ thôi. Thế cho nên là một cái độc đáo là một cái tờ, cái bức tường đó là khi bắt đầu đi xuống á, từ phía bên trái bên phải đó, thì mình vẫn nghe cái tiếng xe rất là ổn, nhưng cái này nó sẽ yên lặng hoàn toàn như là đang nằm ở dưới đáy cổ, tại vì đất xung quanh này nó đã ngăn mình không nghe thấy gì hết. Phải nói là đứng ở cái chỗ đó rất là xúc động. Nhưng mà tôi nói nãy đó, vì vấn đề liên hệ với văn hóa, về cái sự suy tư của đa số thì cái công trình này đó, khi mà thiết kế đó là tuy là nó được một cái hội đồng các kiến trúc sư, các nhà thiết kế không biết gì lớn hơn tôi là về phong cách, từ các chiếc nhà kinh hoa, vâng kinh hoa cũng được, là cảm ơn thầy. Thì họ còn được chấm cái phương án này là bởi từ nghệ sĩ đấy, cái người nghệ sĩ là thường thường những người mà có cái tinh thần phóng khoáng hơn cái người dân thường, cho nên họ chấm cái này vấn đề. Nhưng mà đại đa số người Mỹ và đại đa số những cuộc chiến binh Mỹ tại Việt Nam chống đối cái điều kiện của tôi, và đến khi ra trước quốc hội nó bị tranh cãi trong đường không được phê chuẩn, thậm chí có thể bị bác luôn tại đây là công trình của cả nước Mỹ. Cuối cùng nó phải đi bộ là ở gần đó thôi, nhưng mà ngay cái thời đó biết tôi cũng chẳng ý nghĩa gì đâu, và một cái lá cờ Mỹ mà ta không có chịu được thì ba lính Mỹ này đi cũng ngơ ngác, đâu có cái gì mà hoành tráng khi người ta chiến thắng được luôn, giống như cái đại tưởng niệm Iwo Jima mà người ta không nhận đó. Thì tôi chỉ cho thấy là những cái nguy hiểm của vấn đề chủ tử mà cái một người nước Mỹ nó cũng có cái vấn đề mà chỉ thị đó, cho nên cái ông đứng giữa ông bị chặn đó. Nó phải có thêm một cái đèn đấy, cái này người Mỹ đen nó bảo là cái gì đó. Rồi cái bên này là người mẹ, người xì, tức là người Nam Mỹ ấy. Nhưng mà không có ông ra bài, người ra bài có ít đó. Thì này, mình không thể nào bảo là những công trình này không có ý nghĩa chính trị, nhưng mà kiến trúc hiện đại nó bảo là nó vượt lên trên chính trị, nó là sai hoàn toàn, nó sẽ trình bày thêm. Rồi, bên trở về Việt Nam Linh Mỹ cốc tàu à nhiều hơn cốc đá nữa, thế là chỉ có người nông thôn mới nghĩ được cái đó thôi. Vâng, thế tức là ý là vâng tranh luận là về ý nghĩa của cái công trình này. Vâng, và cái nữa đấy là rõ ràng cái tư tưởng xem tôi không thấy, tôi không biết nó nằm đâu cơ. Thế tôi phải nhìn mạng, tôi dẫn mình tới. Và mình xem mình thấy cái lá cờ nghĩa nó đẹp thật. Cho nên mình thấy nói là ý tưởng thiết kế rất là độc đáo, nhưng mà bởi vì nó vi phạm cái sự hiểu biết về văn hóa của người dân, cho nên tôi thấy là nếu tôi chấp điểm thì tôi rất thích. Nhưng mà nếu tôi làm cho cái vườn của tôi, nhưng tôi không dám làm cho cả đất nước Hoa Kỳ. Và bằng chứng là gì? Nhưng mà vì mình làm văn đối, nhưng mà tại sao là sao rồi? Sao đó thì là được thông qua. Vâng, tôi với thầy đó, là nó phải tiến bộ. Tại vì cả hai bên nó ngang ngửa với nhau. Cái bên mà nó ủng hộ nó mạnh,
cái tầm quan trọng thiết kế như thế nào. Và cái bức kính này là sau khi cái công trình được xây rồi ở Washington, không có anh nào đã thiết kế một cái đài tưởng niệm nào được hết. Cái đài tưởng niệm kế tiếp đó mà tôi không có thể thở để mà đưa lên là cái đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên. Có bức tường của em nhưng phải nằm trên mặt đất. Không thôi cũng phải nằm trên mặt đất. Để biết chắc đó, mà em làm xuống cái mặt đất của em mà chạy chạy phải chắc chắn cái nào. Thế là ý tôi muốn nói thực sự 100 năm nữa, 200 năm nữa để ý vấn đề này, đúng không? Cũng giống như cái tháp Eiffel ở Paris khi nó được xây lên trời, các văn nhân nghệ sĩ kiểu như mơ, nhưng bây giờ ta chấp nhận. Thành ra luôn luôn nó có cái sự cản co giữa cái mới và cái cũ. Rồi về trở về Việt Nam. Thank you.
khi mà ông ra cái này thì nhiều người chọc chồi theo là một cái tư tưởng và có tư tưởng cách mạng về hội họa. Thì cách mạng thật là bởi vì trong cái hội họa của Picasso đó, cái này là nó vẽ là người con gái, đứa con gái của người nghệ sĩ bằng tiếng Pháp. Thế thì mình thấy là nó là cái mắt ở đây, cái mắt ở người trước, cái mắt ở người bên cạnh, cái mối người bên cạnh, cái mình của người trước. Thì người hỏi tại sao kỳ vậy? Nhưng mà cái nghệ thuật trừu tượng thì phải khác sâu đó. Đó là nghệ thuật diễn tả cái sự vật không phải trong không gian 3 chiều mà trong không gian 4 chiều. Tức là nó có nhiều cái nhìn chồng lên nhau. Tức là cái nhìn đằng trước chồng lên với lại cái nhìn bên cạnh. Nhưng mà có một vài tác phẩm của Picasso rất là thích. Nhưng mà tại đa số nó nhìn nó sợ. Nó nhìn nó không cảm thấy có cái gì rung động hết. Nó bảo nếu mà tôi đi về đường mà tôi gặp một người con gái như vậy chắc tôi kêu công an. Và tôi bỏ chạy và tôi bỏ nhà thương đi mua nhà thương. Không, nó nói thật. Vì tôi nghĩ đó, mình nhiều khi mình quá ấn tượng về mấy ông Tây của những làm gì mà tôi đã sống ở đó rồi, tôi thấy cái khía cạnh cái mặt phải trái của nó luôn mà tôi thấy Việt Nam mình có rất nhiều cái đó là thật không phải tôi nói lắm. Tự nhiên tôi sẽ đi mua cái đó khi kết thì mình có thể là rồi và vì cái hội họa nó lại được rất nhiều những kiến trúc cái ngày hôm nay mình có cái công trình mà tôi gọi là di sản như vậy của kiến trúc sư Frank Gehry thì ông vẽ những cái khối lượng bằng sắt ở trong này nó uốn lượn như thế này mà thực sự không có một lý do nào hết, nó theo cảm tính thôi và để cho lại thôi. Mà cái buồn cười ấy, là khi tôi hiểu rồi thì những cái bừng sắt thép này nó đâu có phải tự nó đứng đâu, nó gắn lên thêm một cái khung ở đằng sau bằng bê tông. Tại sao phải làm như vậy? Đúng rồi, không có lý do, nó chỉ để lạ thôi. Nhưng mà tôi phải công nhận cái này nó độc đáo để chơi là họa viên mà vẽ cái tòa nhà là chết. Tôi không biết là dùng phần mềm nào mà vẽ bằng tay là sẽ không vẽ được rồi. Đó, đó là công trình khác. Cái công trình này đó là Dancing House, tức là cái nhà mà nó đang nhảy động. Thì thứ nhất là tôi nếu mà không giải thích thì tôi không biết nó đang làm cái gì đúng không? Mà đã số người dân người ta nhìn thấy cái này tôi nghĩ chắc họ cũng cảm thấy nghiêm rồi mà chắc họ bị sốc rất là nhiều. Cái tòa nhà bên cạnh là không có vẽ luôn á, bạn thấy nó cũng đứng thẳng đó, nó nghiêng nghiêng này như là nó sắp đổ vậy. Thì thứ nhất ấy, cái công trình này xây rất là đắt tiền về cái phương diện bằng tài chính, đó là cái điều bất khả thi cho đa số khách hàng. Tức là những khách hàng mà mời cái này vẽ đó là những người có cái tức là cái sự kiêu căng rất là cao, cái tự ái rất là cao, là muốn cái tòa nhà của mình nó phải nổi lên để người ta phải nghĩ. Tôi vẫn nghĩ là một cái công trình mà nó có giá trị nó phải là nó có một cái sự tiềm năng, nó phải có một cái sự tôn trọng cái môi trường xung quanh của mình, nó phải hòa đồng. Thế không phải hòa đồng cái kiểu này. Rồi nên trở về Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tôi nhìn cái tòa nhà Vitex rồi, một lần tôi xin nói trước nha, nếu mà có ai cũng xin cái này, tôi xin lỗi trước, chúng ta không phải là tổng muốn cũng chạm ai hết. Tất cả là mình chỉ nói để nghe mình tôi là coi như học hỏi thôi. Cái gì cái tòa nhà, nó được gọi là tòa nhà bông xe. Tôi nhìn vô thật sự, tôi nhìn mãi vào cái con xe đằng đầu ấy. Nếu khi tôi mò mãi trên Google ấy, thì tôi mới hiểu được cái này hình dạng của cái búp xe. Cái này búp xe. Nhưng mà khi cả cái búp xe nó không thấy đâu hết. Tại vì cái búp hoa nó có thể là không phải là búp xe, mà có thể là búp của bất cứ một loại hoa nào khác. Thì cái này ấy, nó có bị cái vấn đề như là cái loại tưởng đẹp, cái chứng minh mấy cái chất đẹp nhau. Anh chủ tượng quá, anh gắn ghép cho nó một ý nghĩa mà người khác không có đọc được, đúng không? Thế cho nên nếu mà mình nói như vậy thì mình có đọc được cái tên này không? Rồi, khi tôi nhìn cái này là đầu tiên đấy, tôi nhìn nó giống như là một cái quỷ bắp cắm xuyên đất, và cái người mà tôi
nhìn nó như ông sinh đang xin xin ăn rồi đấy. Thế đó là về cái trường hợp đấy. Còn một ông bạn của tôi đang ngồi đây, ông bảo nó là lấy nghe cũng sợ, cũng có sức. Tôi bảo, trời có cái chắc chắn của sao nó lo nó lớn. Tôi là không lo cái đó, lại lo là không việc công trình khánh này, ông đáp thế này. Mà nếu không là ông xỉn á, ông lùi vô lên cái tầng này thì cái tầng này là thế. Đúng không? Cho nên nhiều khi nhé, mình hy sinh cái công năng thì để tạo ra một cái gì rất là độc đáo, nó công nhận độc đáo thật. Nhưng mà cái độc đáo ấy, thì tôi nghĩ nó là hay. Là những công trình xung quanh, tạo những tòa nhà hiện đại. Những cái này nằm bất cứ chỗ nào trên thế giới cũng được. Trong khi đó những cái tòa nhà mà thấp hơn, mà của tôi nói bây giờ như Tây Phương Tiện thì tuy nó không phải là quá đâu, nhưng mà nó có cái duyên dáng của nó. Và những cái tòa nhà cổ truyền của Việt Nam đi là bị phá rất là nhiều, đối với tôi cũng đã có giá trị rồi. Rồi, đây là cái ví dụ mà tôi cho cái ví dụ tốt về kiến trúc hiện đại. Cái khác này là Petronas Towers ở thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai. Thì biết đâu này, cái hình dạng rất là đặc biệt, không có gì cầu kỳ lượn qua lượn lại cho đối xử. Thấy rõ ràng với một đấy, ví dụ như vậy, hoặc là khiến không biết cái nào. Và nó đưa vô những hình dạng của kiến trúc cổ truyền của Mã Lai. Đối với tôi đây là một công trình có giá trị mà rất là hiện đại. Rồi, đây là một tòa nhà ở Đài Loan, thủ đô ở Đài Bắc, không sao vậy, thủ đô của Đài Loan. Thì mình thấy đây là rất hiện đại nhé, một tòa nhà thẳng trời. Nhưng mà vì nó cứ bay tầng là thông ấy, như mình biết tầng ấy, nó lại loe lên, y như là một cái tháp chùa ấy. Mà cái hồn về tòa nhà này là do cái kiếp sư Mỹ này, cái kiếp sư nước ngoài này, khi người ta vô một cái nền văn hóa địa phương, người ta rất là chuẩn bị cho nó. Trong khi các kiến trúc sư ở những nước Á Đông, Phi Châu thì mặc cảm, cái này tôi diễn dịch đây ạ, có thể không đúng, mặc cảm là người thua Tây Phương Mỹ, thì mình phải vẽ giống như Tây Phương Mỹ mới hay. Trong khi người ta ngược lại đến đây, người ta chuẩn bị cái văn hóa địa phương, người ta tạo ra những công trình rất là hiện đại, nhưng mà nó có ý nghĩa văn hóa và nó có cái đèn của nó. Cái đó này, nó đâu có phải là lên mấy trăm tầng lên cái mèo này đâu, mà nó cứ mỗi bao nhiêu tầng nó lại chia ra, nên nó có một cái sự, nó có những cái môn, nó có một cái sự nhiệt tình của mình. Mà rồi đó, nếu mà mấy ông tàu nó có cái gì thì mà khủng khiếp đó. Thì cả những mấy cái này là ba số ập, số chẵn, số dương, số hẻ, có biết. Thì tôi nhìn như là tôi cảm thấy như vậy. Rồi, tại nhà này nằm ở cửa hàng của bên Trung Quốc, nó cũng đại khái như vậy, chứ mỗi bao nhiêu tầng, nhưng mà cái này nó không chia nào mà nó càng lên thôi, thì nó càng khiến nhau hơn những cái chỗ giao nhau này. Và trong khi mình thấy so với những tòa nhà xung quanh, đối với tầng cái này có giá trị thẩm mỹ hơn nhiều chứ, đúng không ạ? Rồi, thì mình cần thế đó này, những cái này là rất là hiện đại, như vậy mỗi bao nhiêu tầng này, nó nhiều là tí xíu thôi. Mà cái nhấn vào đó, nó chỉ nhấn vào chút xíu, nhô lên chút xíu là mình thấy nó có cái thẩm mỹ hơn xa những cái tòa nhà hiện đại mà trần trụi. Nhưng mà đương nhiên cái này hơi bất công hơn thôi. Rồi, cái này đối với tôi rất là có giá trị. Nó rất là hiện đại, nhưng mà nó nói lên cái văn hóa địa phương thì đúng. Bạn đều biết rồi đó, nhà hát lớn là sinh viên. Hình dạng cái buồng. Cái này mới hơn là một khách sạn 7 sao, cái này làm sao 7 sao ở Dubai. Đúng là hình dạng cái buồng. Tôi có tới Dubai một lần rồi nhưng mà không có tiền qua đây ở, thì đứng ngoài cho tiền ra. Và đây là do một cái chút sư ý này, Renzo Piano, trong đó là thầy. Nó đứng trước là không, nó có ra không? Đúng, đen thì biết. Rồi. Đây là việc bảo tàng Louvre ở Paris. Thì chúng ta nói đấy, đây là cái công điện Louvre trước đây của các đời vua Louis thứ bao nhiêu đó, xây lên. Và bây giờ nó
tảng lớn nhất của Pháp. Tôi có vừa một điều khác, điều nhắn là một cái chân. Thế thì, người nó lớn, thành ra tất cả những cái phong tục của đời này, thì chính phủ Pháp, thời ông Tổng thống François Mitterrand, đây mấy chục năm, ông ấy mời giáo sư nổi tiếng của mình là IMP, ông ấy cũng giáo sư Mỹ cấp tổ. Cái kỳ đó là không có thi là cái gì competition, tức là không có phải điều hành được mời mà phải tranh đua với nhau. Thì ngoài đó cũng giáo sư này thôi. Thì mới ra cái tưởng thiết kế rất này là ông dùng một cái tháp, hình kiếm tháp bằng kiếm rất là hiện đại để tạo thành cái lôi vùng. Cái lôi vùng cũng nghiêng một cái khu vực này. Và cái vô này ấy, thì đi cầu thang máy xuống hết tầng hầm và từ đó đi ra tầng hầm cho khác. Thì mình nhìn cái này mình thấy nó đang là hiện đại đúng không ạ? Nhưng mà nó ok. Tại sao? Bởi vì cái hình dạng này rất là cổ điển. Cái hình dạng cái tháp được xài